cậu ơi. Cậu. Cậu về rồi hả cậu? Chuyện chi? Hôm nay cô ba cô khỏe rồi đó cậu. Hôm nay cổ ra ngoài hóng gió nói chuyện với mọi người được rồi. Tao biết rồi. Thôi mày đi vô đi. Dạ. Dượng, bây giờ Dượng tính làm sao? Con Hạnh nó gần như là khỏe lại rồi. Không những nó đi ra ngoài hóng gió nói chuyện vui vẻ với mọi người, mà hồi nãy nó còn nói xiên nói xỏ, làm như biết hết kế hoạch của tôi với Dượng vậy đó. Mà bây giờ nếu như mà cổ khỏe lại là kế hoạch của tôi với Dượng sẽ gặp khó khăn, vì lúc nào cổ cũng đứng về phe của con Thảo hết. Mình, bữa nay tôi thấy mình có vẻ tươi tỉnh hơn bình thường ha. Bộ tôi khỏe mạnh rồi, mình không thấy vui sao? Mừng chi có chuyện đó. Mình khỏe mạnh thì tất nhiên là tôi phải vui rồi. Nhưng mà tôi muốn khuyên mình, chuyện chi cần nói thì hãy nói, còn chuyện chi không nên nói thì đừng bao giờ nói. Như vậy sẽ không tốt đâu. Như chuyện của Dung đúng không? Mình nói cái gì vậy? Tôi đâu có ý gì đâu. Tôi chỉ thuận miệng nên nói ra thôi. Nếu như mình không có liên quan gì đến cái chết của Dung á, thì sao mình quan tâm quá vậy? Mình à, mình lại nói điên nói khùng cái gì vậy? Hình như mình vẫn chưa hết bệnh đúng không? Mình tốt nhất á, nên sống sao cho đàng hoàng. Nếu không yên phận, tôi sẽ tố cáo cha má hay những chuyện mình đã mần. Lúc đó mình đừng trách tại sao tôi không nghĩ tình nghĩa vợ chồng. Mình à, tôi xin mình đó, mình tha thứ cho tôi lần này có được không? Tất cả mọi chuyện tôi mừng đều là vì mình hết. Tôi mong rằng mình hãy tha thứ cho tôi lần này có được không? Mày dám đe dọa tao, tao sẽ cho mày im lặng mãi mãi. Dạ, thuốc cô ba nè cô ba. Cô ba uống đi. Đây á là thuốc của Dượng ba mua cho cô ba đó. Cô ba uống xong á đảm bảo khỏe là liền luôn. Nè, để cho Dượng. Rồi, ra ngoài đi. Dạ. Mình à, thời gian qua tôi lo bằng chuyện ở bên ngoài, không có thời gian ở bên cạnh chăm lo cho mình nhiều. Tôi thấy có lỗi lắm. Tôi mong rằng mình hãy bỏ qua cho tôi. Vợ chồng mình hãy vui vẻ như trước nha. Mình uống đi. Mọi thứ sẽ trở lại như trước. Vì uống nó vào, cô sẽ tiếp tục mất ngủ và phát bệnh trở lại. Có như vậy thì tôi mới tiếp tục vui được. Đây. Dượng à, chị hai. Bây giờ Dượng tính làm sao? Thằng Tài nó được về nhà rồi đó. Nó mà được về nhà là coi như kế hoạch của tôi với Dượng đổ sông đổ biển hết á. Chị cứ yên tâm đi, tôi không bao giờ để xảy ra chuyện đó hết. Vậy Dượng định mừng chi? Hay là giống như cái cách mừng với con Hạnh, thằng Tú hả? Không, nó là cái gai lớn nhất trong mắt của tôi.
Đến thời điểm bây giờ rồi, tôi phải khử nó mới được. Ở đâu ra mà đơn giản như vậy được? Cái gì? Cô Út, thì ra là hai người đã có âm mưu rồi hả? Không phải, thật ra chúng tôi chỉ... Im đi. Tôi nói cho chị biết, chị là con đàn bà giả nhân giả nghĩa. Tôi sẽ đi nói cho cha má tôi biết, cho hai người ở tù luôn. Nè nè, cô Út, cô cứ bình tĩnh lại. Không, anh im đi. Tôi cứ tưởng đâu là anh lấy chị ba tôi là vì anh yêu thương chị ba tôi. Thì ra anh chỉ là hạng giả nhân giả nghĩa. Tôi sẽ báo cho chị ba tôi. Thôi anh, mày nghĩ bây giờ mày có thể về nhà báo được hay không? Ở đó mà nói lớn tiếng với tao hả? Cái gì? Anh hù tôi đó hả? Còn chị nữa, từ trước tới giờ cứ ngọt nhạt trước mặt tôi và má tôi. Thì ra là sau lưng đang có âm mưu cấu kết với em rể làm chuyện tày trời như vậy đó hả? Tao thách mày đó, mày bằng cái chi được tao? Tôi sẽ báo cha má tôi bắt hai người lại. Cô ra. Bây giờ thì ai sẽ cứu mày đây? Anh nói gì? Tao nói cho mày nghe nè, mày nhắm mày về nhà mày có được không? Nè, đó mà mày nói. Anh đừng có mà bằng bậy nha. Bây giờ tôi giết mày, tôi quan sát xuống sông, rồi ai biết được mày như thế nào. Nè, đừng bằng bậy nha. Tôi là con gái út được cưng nhất của ông hội đồng đó. Rồi thì sao? Tao muốn giết là tôi giết. Cô tôi giết giết được hả? Cô tôi giết. Tốt lắm. Đi, lại lên. Dạ dạ dạ. Xuống nè, xuống nè. Chào mọi người. Cậu Tài. Khỏe cậu Tài. Cậu Tài khỏe không? Khỏe cậu Tài. Khỏe cậu Tài. Cảm ơn. Khỏe cậu. Mạnh chứ? Khỏe không cậu Tài? Nè nè, mọi người không được gọi cậu ấy như vậy nữa nghe chưa? Ủa sao vậy? Từ bây giờ trở đi phải gọi đúng là cậu Tư, nhớ chưa? Thôi. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. À, mọi người có khỏe hết không? À, dạ khỏe. Vậy thì tốt quá. Nè. Sao không bận việc đây đứng đây tụ tập bằng cái chi vậy? Tụi bay là hạng bần nông mà dám thân thiết với cậu chủ như vậy hả? Vô phép vô tắc. Nè nè anh ba, có gì đâu mà phải nặng lời với họ như vậy. Chỉ là cách xưng hô thôi mà. Cậu sống chung với lũ dân đen này, riết rồi cậu quên thân phận và địa vị của mình là ở đâu luôn hả? Tôi thấy dạo này hình như anh ra dòng chủ cả và hơi quá trớn rồi đó. Tôi chỉ giữ địa vị của mình bằng sao cho xứng đáng với giai cấp của chúng ta mà thôi. Anh ba, anh đừng quên, nếu như không có những người nông dân chân chất như thế này thì lấy đâu ra gạo thóc cho anh sống chứ? Chẳng qua là tôi muốn nhắc nhở cậu để cậu nhớ được thân phận của mình như thế nào, để đừng bị những cái thằng này làm ô uế thân phận của mình. Nè, cảm ơn anh đã quan tâm tới tôi, nhưng tôi nghĩ những thứ đó chưa quyết định được nhân cách của một con người. Có những người tuy họ nghèo hèn nhưng tâm của họ rất là tốt, và tôi nghĩ cũng có những người luôn cho mình là cao sang quyền quý nhưng tâm địa rất là độc ác, rất xấu xa. Hình như cậu bị họ mần cho u mê có đúng không? Sự sang trọng và quyền quyền của cậu Tư nhà ông hội đồng không còn nữa. Đây là nơi mần việc của những người lao động chân chất. Nếu như anh cao sang và quyền quý, tôi nghĩ anh không nên đến đây mần chi. Đúng rồi đó. Thôi, mọi người nghỉ tay một chút, uống nước với tôi nghe. Dạ, cảm ơn. Rồi. Mời ngồi, xuống đây. Chị ba, chị không ăn uống gì hết vậy? Chị ba, chị có nhận ra em không? Em là Thảo nè. Sao lại vậy chứ? Rõ ràng là ngày trước bệnh tình đã thuyên giảm rồi, sao bây giờ càng ngày càng trở nặng hơn là sao? Nở. Dạ cô ba, thuốc của cô ba nè. Đưa đây, mở cho uống cho. Dạ. Chị uống thuốc đi chị. Cách đây mấy hôm em thấy bệnh tình của cô ba thuyên giảm, ai cũng mừng hết trơn á. Vậy mà từ lúc uống thuốc của Dượng ba tới giờ á,
em thấy bệnh tình của cô ba á càng nặng thêm á. Ngày thường em là người nấu thuốc cho cô ba đúng không? Dạ. Ở dưới bếp còn than thuốc nào không? Dạ còn. Được rồi, em đưa mợ xuống bếp chỉ than thuốc đó cho mợ. Dạ. Dạ thưa thầy. Dạ chào mợ. Mợ cần chi hả? Dạ, thầy mừng ơn cho con hỏi. Thuốc này là để trị bệnh chi vậy thưa thầy? Ủa, mợ mua thuốc mà mợ không biết thuốc này là thuốc chi sao? Dạ, con nhỏ em của con nó để lộn hai thứ thuốc với nhau, con sợ uống nhầm nên con mới mang ra đây để thầy coi giùm. Thuốc này mần cho thần kinh ngày càng suy nhược và mất ngủ. Thầy, thầy coi kỹ lại giùm con. Có đúng là khi uống thuốc này thì người bệnh sẽ càng ngày càng mất ngủ và cơ thể càng suy nhược không thầy? Tôi mần nghề này đã mấy chục năm rồi nên không có lầm được đâu. Bên em ơi. Dạ. Mợ để quên than thuốc. Dạ cảm ơn thầy. Dạ. Mình. Mình à. Ủa? Mình. Là mình hả? Ủa, mình sao vậy? Dạ. Mình ngồi đi. Nè, mình làm gì mà ngơ ngác như vậy? Tôi kêu nãy giờ. Em vừa từ tiệm thuốc ra. Tiệm thuốc? Mình không khỏe ở chỗ nào? Đau nhức à? Không. Em tới em nhờ thầy Lan kiểm tra giùm than thuốc này. Than thuốc này? Than thuốc này là của ai chứ? Của chị ba. Của chị ba? Mắc chi tới mình mà mình phải đi kiểm tra? Tại vì em nhận thấy sau khi chị ba uống thuốc này thì chị ấy bỗng mất ngủ trầm trọng và bệnh tình thì càng ngày càng nặng hơn. Hả? Có chuyện đó sao? Ừ. Đây là thuốc mà anh ba đã mua cho chị ba đó. Mình nói gì? Đây là loại thuốc mà anh ba đã mua cho chị ba à? Có nghĩa là anh ba dùng thuốc này đưa chị ba uống để chị ba bệnh tình trở nặng hơn à? Thì em cũng rất là bất ngờ khi biết được chuyện đó. Không thể nào tin được. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà từ trước tới nay anh ba không hề cho em chăm sóc chị ba, rồi bị giam chảy ở trong phòng, không cho mọi người tiếp xúc nữa. Ủa, có chuyện này nữa hả mình? Đó là thời gian mà mình đi ra ngoài sống nên mình không có hay. Thật sự khủng khiếp quá. Không được, tôi phải đi gặp anh ba để hỏi chuyện này cho ra lẽ. Tại sao anh lại hại chị ba của tôi chứ? Mình, đừng. Nếu bây giờ mình hỏi á thì anh ta sẽ chối, hoặc nói là do thầy Lan bốc thuốc nhầm. Mình mừng vậy á khác gì bứt dây động rừng, sẽ khiến cho anh ta hành động càng ngày càng cẩn trọng hơn. Bây giờ chúng ta cứ âm thầm theo dõi, khi nào đầy đủ chứng cứ chúng ta sẽ giành mặt anh ta, lúc đó anh ta sẽ không còn chối được. Ừ, mình nói cũng có lý. Ừ, em đi nha mình. Đi. Chị hai, hiện giờ mình giết nó đi để trừ hậu quả sau này. Không, Dượng đừng có quan tâm nó mần chi. Chuyện quan trọng bây giờ là tôi với Dượng phải tìm cách thực hiện kế hoạch còn lại của mình. Còn nó, khi nào xong việc thì mình hãy giải quyết. Nhưng mà cứ để như vậy hoài là không được. Cái mà tôi với Dượng cần là tài sản chứ không phải mạng người. Đừng có mần chi để ảnh hưởng tới việc lớn của tôi với Dượng. Chị hai, chị hai, chị hai ơi, chị hai, chị hai làm ơn tha cho em đi chị hai. Chị hai, chị hai nể tình chúng ta thân tình bao nhiêu lâu nay, chị hai tha cho em đi chị hai. Chị hai, chị hai, hôm nay tao sẽ không giết mày. Tao không muốn gây thêm nhiều rắc rối, tao sẽ tha mạng cho mày. Chị hai, chị hai tha cho em đi. Em hứa là em không nói chuyện này cho ai biết hết. Thiệt mà chị hai. Chị hai tha cho em đi chị hai. Chị hai, yên tâm đi, tôi không phải là người máu lạnh. Tôi sẽ thả cho cô về nhà. Vậy chị thả em liền luôn đi chị hai. Không phải lúc này. Vậy, vậy thì bao giờ? Thì cô cứ chờ thêm một thời gian nữa đi, tôi sẽ thả cô về. Cầu trời cho mọi việc được thành công, mong rằng có người phát hiện được chiếc bông tai của mình trong áo của ta. Dượng ở đây canh đó đó. Các người là đồ phản trắc. Các
người thông đồng với nhau để cố tình hại má con tôi. Thả em tôi đi. Ra bớ người ta, thả tôi ra. Thả tôi ra. Vô đây. Dạ. Thả tôi ra. Nói ra lại cho cha tao. Trời ơi má. Dạ. Ơi cứu con với. Thả tôi ra. Cứu tôi với. Cứu xong tôi rồi. Với cha má ơi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Em đi. Giờ sao cậu? Mày phải canh chừng nó cẩn thận. Nếu như mà có vấn đề gì xảy ra thì đừng có trách tao. Chà. Thả tôi ra. Anh Tú ơi. Giờ kêu em cho. Tôi mà thoát được chết với tôi. Chưa. Thả tôi ra. Chào cưng. Khỏe không? Thì ra là các người đồng lõa đã hãm hại gia đình tôi. Cưng biết chuyện này đã muộn rồi. Chúng ta đúng là có duyên. Im đi. Anh là đồ ác độc. Anh là đồ khốn nạn. Anh thả tôi ra. Thả tôi ra. Tao ác độc cũng không bằng má con mày. Chính má con mày đã sai người giết tao. Cái chuyện này tao sẽ tính sao với mày. Thả tôi ra. Tôi xin anh thả tôi ra đi. Đừng giết chết tôi. Đừng giết chết tôi mà. Mày mà còn nói nữa tao bóp cổ mày bây giờ. Nghe không? Dạ. Con đi đâu về vậy? Dạ. Con có thấy Phụng không? Dạ không má. Con không thấy cô Út đâu hết. Bộ cổ đi ra ngoài chưa về hả má? Đó giờ có khi nào nó ra ngoài lâu vậy đâu. Tự dưng má thấy lo quá. Không biết nó có xảy ra cái chuyện gì không nữa. Dạ biết đâu cổ đi ra ngoài gặp bạn bè chưa có về thôi má. Má chỉ sợ xảy ra chuyện gì thôi. Con cũng nghĩ như vậy á. Tại vì trước nay cô Út chưa từng đi qua đêm mà không báo cho gia đình biết. Không biết có chuyện gì không hay xảy ra không nữa. Chẳng phải thường ngày thím với cô Út hay đối đầu với nhau, sao tự dưng bữa nay thím lại quan tâm tới cô Út dữ vậy? Đúng là trước giờ tôi với cô Út không có hợp nhau, nhưng mà điều đó không có nghĩa là tôi không có lo cho cô ấy. Đúng là mèo khóc chuột. Còn nói gì vậy Loan? Dạ con là dâu cả trong nhà, đáng lý ra con phải dung hòa khuyên bảo các em. Đằng này con lại đi chăm chích để cho chị em bất hòa nhau là sao? Thì con nghĩ sao con nói vậy thôi. Con không có khôn khéo giống như ai kia, nhưng mà con thiệt dạ với gia đình của mình, chứ không phải là ngoài trắng trong đen giống như ai kia đâu. Con luôn nói mình là thật thà, nhưng mà mỗi lời con nói ra đều chăm chích xỏ xí người khác. Má bây giờ chỉ biết có con dâu nhỏ của má thôi à. Đến giờ má mới nhận ra đứa nào là con dâu Thảo thật sự của cái nhà này đó. Thảo à, đưa má vô trong nghỉ đi con. Dạ. Mần cái chi mà mặt chị khó chịu vậy? Có chuyện chi không vui hả? Bây giờ má toa rập với con bần nông kia mà chỉ trích tôi đó. Nè, có hỏi về chuyện của Phụng không vậy? Có, nhưng mà tôi nói là tôi không biết. Ráng chịu nhịn nhục đi, vì đại sự lớn của mình. Mình đi đâu về vậy? Thì tôi đi ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa thôi. Mình muốn đi, sao không kêu tôi đưa mình đi? Mình đó hả? Trời ơi, mình bắt đầu quan tâm tôi từ khi nào vậy? Riết á, rồi tôi thấy nhà này ai cũng đáng sợ quá đi. Toàn là sống hai mặt không. Ở bên ngoài thì giả nhân giả nghĩa, còn bên trong thì âm mưu toa rập tính toán. Mình nói ai thì nói có người.
đừng có quơ đũa cái nắm như vậy. Ai mua lời, ai to rập trong cái nhà này, chắc mình là người rõ hơn tôi. Mình nói vậy là ý gì? Tốt nhất là mình hãy từ bỏ những ý nghĩ xấu về những người trong cái nhà này đi, nhất là mấy em tôi. Người mình cần nên đề phòng là Dương Ba kia kìa. Nếu mà sau này tôi biết được mình có những hành động cấu kết với Dương Ba bằng chuyện sai quấy, thì đừng trách sao tôi không nể tình vợ chồng. Mọi chuyện đều là do cô gây ra hết. Anh ta cứ nghĩ mình trở bệnh lại nên nói năng chẳng kiêng nể gì. Nếu giờ mình lật mặt anh ta thì chưa đủ bằng chứng kết tội. Mình không thể để anh ta biết mình đã được vợ chồng con Thảo chữa trị hết bệnh. Nếu không, anh ta sẽ tìm cách hại thêm người trong nhà mình nữa. Mình sẽ âm thầm theo dõi và tìm ra chứng cứ tội lỗi của anh ta. Khi ấy, dù anh ta có cánh cũng không thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật. Vô đi. Dạ thưa Dượng Ba, thuốc của cô Ba nè. Ừ. Ra ngoài đi. Dạ. Ừ. Cô đừng trách tôi là tại sao nhẫn tâm với cô. Hãy tự trách bản thân của mình. Tại vì cô ngu nên cô mới bị như vậy. Nếu như cô chỉ bằng một phân nửa của bà chị hai thôi thì bây giờ cô đâu có bị như vậy. Ừ? Nhìn em thấy tội nghiệp bằng sao á. Anh không ngờ một cô gái út của nhà hội đồng mà phải lại chịu cảnh thê thảm như vậy. Thả tôi ra. Em á, phải chi ngày xưa nghe lời anh đi thì bây giờ đâu phải chịu khổ như vậy đâu, thấy không? Cũng may là tôi nhận ra con người của anh sớm, nếu không thì còn thê thảm hơn bây giờ nữa. Bây giờ tôi mới nhận ra, trước đây tôi thật là ngu ngốc, mắt không trồng, cho nên tôi mới cung phụng tiền bạc cho thằng khốn nạn đẻo giả như anh vậy đó. Mày nói ai? Điều giả. À. Mày nói ai? À. Thả tôi ra. Ok. Thả. Đúng mà dịch giả lắm hả? Mày giúp bạn người khác. Thả. Thả đi. Chết. Chết đi. Mày gì hả? Mày làm gì vậy? Mày nhục bạn tao. Lỡ nó có chuyện gì rồi sao? Mày nên nhớ, nó còn giá trị lợi dụng. Nó mà có chuyện gì mày nghe nổi không? Mày đi ra đây. Đi. Chạy lên. Trời ơi, nó đi đâu hai ngày nay rồi mà không có tin tức gì hết. Trời ơi, Phụng ơi, giờ này con ở đâu rồi Phụng? Chắc cô không sao đâu má. Xin má đừng lo lắng quá. Sao rồi? Dạ ông, sao dạ rồi? Ông. Mấy đứa có tìm được cô Út không? Dạ, tụi con đã tới những nơi mà cô Út từng đến, nhưng mà tìm không có gặp. Trời ơi. Trời ơi. Có khi nào nó bị người ta bắt cóc không? Không đâu, chắc không phải đâu. Nếu tụi nó bắt cóc vì tiền thì giờ này tụi nó đã tới đòi tiền chuộc rồi. Ông à, tôi sợ nó xảy ra chuyện không hay đó. Không sao đâu mà. Tụi bay. Dạ. Đi,
Đi mau, đi tìm tiếp đi. Dạ, con đi cho kỹ nha. Má yên tâm đi. Ngày nào chúng ta chưa tìm thấy xác của em nó, chúng ta vẫn tin rằng em nó vẫn còn sống. Cha má. Tú. Sao rồi con? Có tin tức gì về em Phụng không? Con đã cho lính đi tìm khắp nơi rồi, nhưng mà vẫn chưa có tin tức gì của cô ấy hết. Trời ơi. Hay là cô Út lén lên tỉnh chơi vài ngày? Tại vì cô Út thích mua sắm với lại chân diện lắm mà. Cha với má đừng có lo. Không có đâu. Trước khi đi cô ấy có nói với tôi là cô ấy đi ra chợ mua vài khúc vải rồi về thôi, chứ không có đi xa gì đâu. Ai mà biết được, nhiều khi cổ cao hứng lên rồi cổ đi luôn cũng không chừng. Với lại tính của cô ấy, nếu mà đi xa như vậy thì thế nào cũng sẽ kêu người làm đi theo, chứ không bao giờ đi một mình vậy đâu. Không biết nhà mình dạo này gặp vận đen gì mà toàn là gặp chuyện xui xẻo không à. Con có nhờ người đi tìm vài nơi rồi, nếu có tin tức gì sẽ thông báo cho mình biết liền, cha má cứ yên tâm. Con mà biết được ai gây ra chuyện này, nhất định con sẽ không tha cho người đó đâu. Ây da, tôi đau quá à. Đau quá. Đau quá đi à. Đau quá. Tôi đau quá à. Làm gì mà la lốp sao vậy? Em đau bụng quá anh Thái ơi. Anh Thái, anh có thể cởi trói cho em không? Em đau bụng quá à. Em muốn đi nhà xí. Nè. Em đau lắm. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Cô ấy muốn đi nhà xí. Vậy mày dẫn nó đi đi. Mà nhớ, đừng có đi xa quá đó. Đi. Mau. Mau nha, đừng kiếm cớ mà chạy trốn đó. Nhớ đó. Anh đứng ở đây sao tôi mẫn gì được. Anh đi xa xa đó đi, không có được nhìn qua đây á nha. Để đó nha. Để lên đi. Từ từ. Lâu dễ sợ. Không được nhìn qua đây á nha. Vì mình lâu quá luôn. Con đi. Bỏ trốn. Cái gì vậy? Con Phụng nó trốn mất tiêu rồi. Sao mày không giữ nó? Tao đâu có biết, đầu đi vệ sinh tao dẫn nó đi. Bây giờ nó trốn mất tiêu rồi. Kìa, tao thấy bóng dáng nó kìa, đuổi theo nó. Nhảy lên. Đứng lại. Đứng lại chưa? Nó kìa. Trốn hả? Trốn hả mày? Thả tôi ra. Mày trốn nè. Đứng dậy. Đi theo con mày. Đi. Mày trốn. Mình. Mình. Để tôi giúp cho mình nha. Thôi em tự mần được mà. Mình vô trong nhà nghỉ ngơi đi. Nè, không sao đâu. Để tôi giúp cho mình. Tôi đang lấy điểm với mình mà. Cho tôi cơ hội đi. Chiếc bông mình nhìn thấy quen quá ta. Mình thấy nó đâu rồi thì phải. Mợ ơi mợ. Em định đi tìm mợ. Gặp được mợ ở đây thì may quá. Ủa, có chuyện gì vậy em? Mợ có thấy chiếc bông tai này quen không? Đâu. Ủa, chiếc bông tai này
của cô Út mà. Em tìm thấy đâu vậy? Em tìm thấy trong đống đồ của mợ hai này mợ. Nè, em không được nói chuyện này cho ai biết, hiểu chưa? Dạ. Rồi. Anh có nghĩ chị hai liên quan tới vụ mất tích của Phụng không? Nếu theo Dượng kể thì cũng có lý lắm. Nhưng tôi vẫn không hiểu chị ta bằng vậy là có ý đồ gì. Bây giờ địa vị về danh phận mợ hai của nhà hội đồng, chị ta không thiếu bất cứ một thứ gì cả. Tại sao chị ta lại mần như vậy chứ? Có thể tham vọng của chị ấy lớn hơn nữa. Ý Dượng nói chị ta muốn chiếm đoạt gia sản của gia đình này à? Cũng có thể là như vậy. Dượng, Dượng có nhận được chiếc bông tai này không? Đây là chiếc bông tai mà Phụng đeo hôm mất tích mà. Ừ, Dượng nhớ chính xác chứ? Chiếc bông tai này con Phụng nó đã đeo cái hôm mất tích, có đúng không? Tôi nhớ không lầm đâu. Vì đây là đôi bông tai mà Phụng thích nhất trong những món nữ trang của cô ấy, cho nên cô ấy thường đem ra mà ngắm nghía. Mà sao chị lại có chiếc bông này vậy? Con Nở nó lên lấy quần áo trong phòng của chị hai ra giặt thì phát hiện ra chiếc bông tai này. Cái gì? Mình à, trong túi áo của chị hai sao? Ừ. Vậy là nghi ngờ của chúng ta đúng rồi. Chị hai chắc chắn có liên quan đến sự mất tích của Phụng. Tôi thật không ngờ chị ta lại là con người như vậy. Coi như chúng ta có manh mối rồi. Bây giờ chị hãy âm thầm theo dõi chị ấy. Nếu có tin tức và động tĩnh gì, chị nhớ báo cho tôi với anh Tư biết liền nha. Ừ, tôi biết rồi. Tôi biết rồi. Ừ. Tình hình gì mới không? Ừ. Tôi không ngờ tất cả mọi chuyện là đều do anh chủ mưu sao? Có nhiều thứ còn bất ngờ hơn cô không thể tưởng tượng được đâu. Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm hại người nhà mình như vậy? Ai nói với cô là người nhà? Bây giờ cô thử nghĩ đi, tôi và cô phần làm dâu phần làm rể trong căn nhà đó, thì những người đó có xem mình là người nhà hay không? Anh nói vậy mà nghe được sao? Cha má và chị ba lúc nào cũng thương anh hết, nhất là chị ba luôn nhượng bộ anh hết tất cả mọi chuyện. Không bao giờ có chuyện đó. Nếu như mà ông bà thương tôi thiệt bụng á, thì đâu bao giờ ngấm ngầm dành hết toàn bộ tài sản của mình cho hai đứa con trai của họ chứ. Bây giờ cô thử nghĩ đi, một thằng thì bất tài, một thằng thì vũ dược như vậy, tụi nó có đáng được như vậy không? Họ cũng dành cho tụi nó hết trơn. Còn tôi thì sao? Cho dù tôi có xin con trai đi nữa thì tôi cũng trả lại gì hết. Thì ra là vì tiền. Đồng tiền cuối cùng cũng biến anh thành kẻ nhẫn tâm. Như vậy sao hả anh ba? Đúng. Rất là đơn giản. Đời này mà không có tiền thì ngay cả quyền được sống đi nữa thì cũng nằm trong tay của người khác mà thôi. Nè, đi đâu? Buông tôi ra. Đi đâu hả? Buông tôi ra. Buông tôi ra. Đổ ra lại. Đây. Đây.
Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi lại đây. Đây. Còn chặt lại. Cô. Ồ, chị Thảo. Cô có sao không? Mày nhìn đi. Người nhà của mày đó, người nhà của mày cũng đã từng vì tiền mà đã chà đạp cha con của mày. Bây giờ thì sao? Mày liều mạng của mình để bảo vệ nó hả? Mày là đồ ngu. Má. À, Tài à. Dạ. Hồi sớm giờ á, bay có sai con vợ bay đi đâu ra ngoài không? Sao má không thấy nó? Dạ đâu có. Con tưởng sáng nay má sai vợ con ra hút thuốc cho chị ba chứ. Hả? Tự nhiên trời, sáng nay thấy cổ đi rất là gấp gáp, con cũng chưa kịp hỏi chuyện gì hết. Có chuyện gì không má? Trời ơi, không lẽ nó... À, chốt à, chốt. Lên bà biểu coi. Dạ dạ. Dạ, bà gọi con. Hồi sáng giờ bay dọn dẹp, bay có thấy mợ tư đâu không? Dạ, sáng sớm là mợ tư lật đật, mợ tư đi đâu rồi, tới giờ mợ chưa về nữa. Tôi chết rồi. Lẹ đi. Lẹ lẹ lên đi, lẹ lẹ lên đi. Lẹ lên đi. Lẹ đi. Đi lẹ lên coi. Dạ. Đi lẹ lên đi. Nè, cái thằng này, đứng lên mày. Mày bằng cái gì vậy? Hả? Dượng ba. Đi chỗ khác. Nè. Dượng ba thương dùm tôi. Vợ tôi bệnh nặng đương nằm ở nhà. Dượng không cho tôi mận, chắc vợ tôi chết qua dượng ba. Bây giờ mày làm không nổi, tao đuổi mày không được hả? Anh ba, anh nè. Ba. Nè, chú có sao không? Ừ, tôi không sao. Anh ba, anh cho chú thêm một cơ hội nữa đi. Thực ra chú đang rất cần tiền để mua thuốc cho thím ở nhà mà. Phải đó, họ cực khổ cho nên mới làm lụng vất vả như vậy. Vừa nghĩ sao vậy? Bây giờ công việc đang đê như vậy, bằng gì không được thì đuổi mấy người khác chứ có gì đâu. Anh ba, nhưng mà hai người cứ yếu lụng như vậy, mừng sao mà mừng ăn lớn được. Người thiệt thòi là ai? Là tôi nè, là Dưỡng, là cậu nè. Mừng đi chú. Dạ. Vô. Lẹ đi. Chị hai, sao chị bất cẩn vậy? Nó đi theo dõi mà chị cũng không biết. Lỡ có chuyện gì chết hết cả lũ rồi sao? Tôi có biết đâu. Mà nè, chuyện đã tới nước này rồi, Dưỡng tính làm sao? Nếu đã như vậy á, thì phải giết người diệt khẩu. Không lao thì phải theo lao. Ai vậy? Ai? Là nó, chứ gặp người khác là thêm phiền nữa rồi. Mai mốt mình mà bàn cái công chuyện chi, mừng ơn coi chừng cửa nẻo cẩn thận giùm tôi cái. Tôi biết rồi. Thôi chị về đi. Khoan, từ từ đã. Rồi về đi. Mợ gì vậy? Mợ tư gì vậy? Mợ tư chết. Mợ tư chết. Sao tư chết? Cái gì? Ai chết? À, không phải. Ý con là mợ tư đi đâu biệt tích rồi. Hả? Ôi trời. Ủa mà mày ngóng đâu ra cái tin này vậy? Nhiều khi cái tin tầm phào sao mày? Dạ không phải tin tầm phào đâu. Chính bà đồng kêu con nè. Hồi sáng á, mợ tư đi đâu tới giờ chưa có về. Mà con hỏi thiệt có ai biết gì hết á. Trời đất. Sao mà con thấy á, dạo này ngày nào nhà mình cũng có chuyện hết á. Mà chú Bảy, con hỏi chú cái này chú đừng có chửi con nha. Gì? Chắc tới thời mạc giận của gia đình ông bà hội đồng rồi quá. Bởi vậy tôi mới tính. Mày quá hả? Hả? Bộ rảnh quá hết chuyện để mừng rồi hả? Tụi bay á, rảnh quá ngồi xúm lại nói chuyện sằng bậy. Nhà này á, nuôi tụi bay no cơm để đặng tọc mạch nó xấu chủ hả? Đi mà có chuyện hết cho tao. Rảnh quá hả? Thank you.
nhanh lên. Trốn hả? Dạ. Hả? Đứng lên đi. Ôm hả? Tại sao mà chị tốt với em như vậy hả chị Tư? Từ trước tới bây giờ lúc nào em cũng không phải với chị. Lúc nào em cũng ăn hiếp chị hết mà chị Tư. Cô đừng có suy nghĩ gì nữa, tôi không để tâm đâu. Em hứa với chị, sau này em sẽ coi chị là chị dâu của em. Chị dâu em chồng kháng khích quá hả? Đã chị thì tao sẽ đập hai chị em mày luôn. Đánh hả? Đánh đi. Đánh chết chị em tôi thì hai người được cái gì? Bộ hai người tưởng hai người sẽ nhận được những gì từ anh ba chứ? Rủi thai chuyện này bị bại lộ ra, hai người sẽ bị bỏ tù. Còn anh ba của tôi á, sẽ không bị sao hết. Bởi vì sao? Bởi vì anh có tiền. Thời buổi này á, chỉ cần có tiền thôi, tội chi cũng được sự trắng án. Đừng có nghe cô ta nói. Chuyện ba đã nói rồi, chỉ cần mình trung thành thì ông ba sẽ không bạc đãi mình đâu. Không bạc đãi hả? Hai người có phải là người nhà không? Không, đâu có phải là anh em ruột đâu. Hai người chỉ là sai đâu đánh đó thôi, hiểu chưa? Phải, phải đó. Anh coi đi, chị ba của tôi là người đầu ấp tay gối với anh, mà anh còn hại chị ba tôi khùng khùng dở dở như vậy. Muốn chi mấy người chỉ là tí sai thôi, sai đâu đánh đó, anh ta sẽ đối xử với các người như thế nào chứ? Chi bằng bây giờ hai người thả hai chị em tôi ra đi. Tôi hứa là tôi sẽ đền bù xứng đáng, để cho hai người cầm số tiền đó mà đi xứ khác mừng ăn. Còn hơn á là cứ trốn chui trốn nhủi ở đây, bị bắt lại thì cũng ở tù thôi. Tụi bay nín đi. Nè, đừng có nghe lời nó. Chắc gì thả tụi nó ra, mình không bị quan trên cầm đầu. Anh Thái, nè, ta lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn. Hai đứa bay im lặng. Anh Thái, không lẽ em mà anh cũng không tin nữa? Em thương anh nhất mà, có cái gì là em cũng cung phụng cho anh hết, anh biết mà. Bây giờ anh có ruồng bỏ em cỡ nào, hành hạ em cỡ nào, em cũng cần thương anh nhiều lắm. Anh không có nợ giết chết em đâu mà, đúng không anh Thái? Thái, đừng nghe lời nó. Đừng có nghe. Anh Thái à, đừng có nghe. Đi, 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 quá. Mày cắn đi, tao ra ngoài uống nước. Mày đi ra ngoài đi, còn hai đứa mày. Đứa nào mà nói cô nào nữa, coi chừng tao á. Dạ, chào cậu. Thằng Thái đâu? Sao có mình mày ở đây vậy? Dạ vừa rồi nó mới vừa nói nó bị nhức đầu, rồi nó đi ra ngoài kia rồi. Rồi hai con nhỏ kia còn la hét nữa không? Dạ có, nhưng mà con nói cậu nghe, vừa rồi hai con nhỏ đó cả gan dám dùng chiêu dụ con với thằng Thái phản lại cậu. Rồi sao? Thì cậu biết tính con rồi, con tất nhiên phải theo cậu cho đến chết. Nhưng mà coi bộ thằng Thái thì không đáng tin cho lắm. Cậu có định khử nó luôn không? Bằng xong chuyện này, tao cũng sẽ xử nó, vì nó biết quá nhiều chuyện của tao. Vô canh đi. Tao đi à? Dạ, cậu cứ yên tâm. Thì ra nó định lợi dụng mình, xong thì xử mình. Tao đâu có ngu mà chờ mày xử tao. Anh Tư, anh có nghĩ chuyện Phụng và chị Tư mất tích có liên quan tới anh ba không? Dựng ngẫm lại coi. Trong lúc tôi nhờ Thảo theo dõi chị hai, xem chị hai có động tĩnh gì không, thì đột nhiên Thảo cũng tự biến mất. Nếu như vậy thì tôi càng lo hơn. Anh cũng biết lòng dạ của anh ba hiểm ác tới cỡ nào rồi. Tôi sợ anh sẽ làm chuyện không hay với Phụng và chị Tư.
Không được, như vậy chúng ta phải xin cha nhờ thêm nhiều người để tìm cho bằng được Thảo và cô Út càng nhanh càng tốt. Ừ. Ủa, chị ba. Chị ba, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của chị hai với Dượng ba đang bàn tính với nhau. Thật sao? Lại đây. Vừa mới đi gặp Dưỡng ba đúng không? Không, tôi đi dạo một vòng cho khuây khỏa thôi. Dạo này trong nhà nhiều chuyện buồn quá. Chuyện buồn đó do đâu mà ra? Mình không biết sao? Mình đứng nói cái gì vậy? Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rồi, mình đừng đi gặp Dưỡng ba làm những chuyện trái phái như vậy nữa. Mà hình như mình chẳng để tâm tới lời nói của tôi thì phải. Từ lúc nào mà mình bắt đầu quản lý hết tất cả mọi thứ xung quanh tôi vậy? Từ cái lần á mà mình trách cứ tôi cái chuyện cấu kết với Dượng ba là tôi đã không còn gặp Dượng ấy nữa rồi. Sao mình không chịu tin tôi? Tôi cũng muốn tin mình lắm, nhưng trong cái nhà này hết tai nạn này tới tai nạn khác xảy ra liên tiếp cho trùng khớp như vậy, thử hỏi làm sao tôi không nghĩ lung cho đặng. Phải rồi, không biết là do hoàn cảnh tôi không may mắn để được mình tin, hay là do có người nào đó xúi giục rồi đơm đặt chuyện không hay về tôi, cho nên mình mới nghi kỵ tôi như vậy. Mình đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cũng bởi vì cái tính nhu nhược của mình mà đến bây giờ nè, mình có cái gì trong tay chưa hả? Ê cò cò, sao tự nhiên tao đau bụng quá mày? Cái gì vậy? Mày canh đó nghe, tao ra ngoài chút. Đi gần gần thôi, không có cần đi xa đâu. Bộ mày tưởng tao trốn rồi bỏ mày ở đây chịu tội mình sao? Làm khó tao không? Tao không có làm khó mày, chỉ có điều một mình tao ở đây làm sao mà lo liệu được. Lỡ hai đứa này nè nó dùng lên chống lại tao thì phải làm sao? Yên tâm đi, tao đi gần đây, tao về liền. Ở đây đi. Lẹ lẹ đi. Ừ. Úi dạ. Lẹ lẹ nha, có mày tao mới yên tâm hơn. Ừ. Trời ơi, mà cái chi mà để hai đứa nhỏ khóc dữ vậy bay? Má, ẵm giùm con đi má. Qua đây bà, qua đây bà Thương. Bà Thương nha. Bà Thương nè, chị giúp giùm em cái coi. Đưa đây. Đưa đây. Nín đi con. Nín nha, cô bà nội Thương nha. Má còn đi chợ. Má còn đi chợ mua đồ cho con rồi. Cha ơi, cha đi kêu má về cho em nha. Má ơi, tìm cách nào giùm con cái đi. Cái thằng nhỏ thì nó khát sữa, con sao cho nó bú được? Nó khóc, nó đói. Với lại còn đứa lớn nữa kìa, nó không có má, nó khóc từ sáng tới tối luôn, đau đầu muốn chết luôn nè. Má làm ơn có cách nào giải quyết giùm con. Nếu hai đứa nhỏ nó cứ vậy hoài nó bệnh đó má. Để má dỗ. Nín đi con, nín đi. Bà nội Thương nghe. Chút xíu nữa má về con. Nghe. Nín đi nha, cô ba Thương. Bà nội Thương con. Nín cô ba Thương. Dạ thưa bà. Hả? Có thằng nhỏ nhờ con đưa tờ giấy này cho bà. Đứa nhỏ nào mà cả gan dám gửi giấy cho tao vậy? Dạ con không có biết. Hiện mợ Tư và cô Út đương ở chỗ tôi. Nếu muốn cứu họ về thì đúng 3 canh giờ sau phải đem 10.000 bạc đến nghĩa địa ở cuối làng để chuộc người về. Bà phải đi một mình và tuyệt đối không được tiết lộ tin này cho bất cứ ai. Nếu không, bà hãy chuẩn bị làm đám ma cho họ đi. Trời ơi, nhiều đó tiền thì làm sao mình có được chứ. Giá nào cũng phải hỏi ổng, nhưng mà nó biểu là không được cho ai biết, nếu không hai đứa nhỏ sẽ chết. Bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi là trời,
Mày ra biểu thằng kéo xe rước ông về lẽ cho tao. Nói dạ. với ông á là có chuyện hệ trọng, phải về, bắt buộc phải về liền mới được, nghe chưa? Dạ dạ, dạ con đi liền bà. Có đứa nào ở dưới không bay? Dạ ông gọi con. Ừ. Vô trong kêu cậu Tú với Dương Út mày ra đây. Dạ. Thôi nín đi mà, từ từ đi rồi tính. Tôi thiệt không dám tin. Tôi nói dám bắt người của mình để tống tiền chứ. Thời thế bây giờ lộng quá rồi. Không biết con Thảo với con Phụng có bị tụi nó hành hạ đánh đập gì không nữa. Bà yên tâm đi, tụi nó chỉ cần tiền thôi, nó không có sát hại con Tinh đâu mà bà lo. Cũng mong là vậy. Cha, má. Thưa cha. Ngồi đi con. Cha vừa nhận được cái tin của bọn bắt cóc con Phụng với con Thảo đó. Ai mà cả gan dữ vậy cha? Bọn chúng đòi tiền chuộc hay là có ý đồ gì khác không cha? Tôi nó cần một số tiền lớn để trao đổi. Nếu chỉ vì tiền, chúng ta sẽ dễ giải quyết. Sao chúng ta không đi báo cảnh ti để họ giải quyết chuyện này cha? Không được con. Nếu mà báo cảnh ti á là coi như nó sẽ sát hại con Tinh liền. Tánh mạng hai đứa nó quan trọng. Ông ơi, nhà mình có rất nhiều tiền, ông bỏ ra ít tiền để cứu tụi nó đi ông. Nếu bọn tội phạm đạt được lần này, con sợ lần sau chúng lại tiếp tục thực hiện với những gia đình khác nữa. Chưa chắc đâu. Mọi người mau tìm cách để cứu tụi nó đi mà. Má, bình tĩnh lại đi má. Nè Tài. Dạ. Con sẽ mang số tiền đi gặp cái kẻ tống tiền đó. Dạ. Còn Tú, con mang theo vài người bí mật bao vây kẻ tống tiền nữa cho cha. Dạ. Dạ, con biết rồi. Thằng này đi đâu? Giờ chưa về nữa, không biết. Tốt nhất là cậu thả hai chị em tôi ra đi. Tôi sẽ xin cha má tha cho cậu, không phải bỏ tù. Nè, tôi nói cho cô biết, đừng có hòng hăm dọa tôi. Thằng này không biết sợ gì đâu. Đó là tại vì mày không biết. Ở trong tù ghê gớm lắm, khủng khiếp lắm. Thả tụi tao ra đi. Nè, đừng có hăm dọa tôi. Tôi không có sợ đâu. Có nghĩa cậu đã từng ở trong tù rồi sao? Tất nhiên. Vậy có nghĩa là hai cậu tớ mày đều là đầu trộm đuôi cướp hết hả? Thì ra cậu hai phát của mày cũng xuất thân từ đầu trộm đuôi cướp, chứ không phải xuất thân từ gia đình danh giá như hai người nói. Tao sẽ báo quan. Tao sẽ báo quan còng đầu hai cậu tớ mày lại. Đồ lừa gạt. Thì ra chị ba đã bị anh ấy lừa gạt mà không biết. Thiệt là tội nghiệp cho chị ấy mà. Chị đã hết lòng hết dạ tin tưởng người đàn ông của đời mình. Nếu chị biết được người đàn ông mà chị yêu thương và tin tưởng lại là một kẻ không ra gì, thiệt là tội nghiệp. Số chị ba của tôi sao mà khổ quá vậy nè. Lấy phải một thằng chồng không ra gì, hại cả đời của mình, rồi còn hại cả gia đình nữa. Nè, các người muốn trách á thì trách cái cô chị của các người quá ngu khờ nên mới bị như ngày hôm nay nè, biết chưa? Mày tưởng là thằng chủ của mày giỏi lắm hả? Thằng chủ của mày với mày có được như ngày hôm nay chẳng qua là nhờ lấy được chị gái của tao. Thằng chủ của mày cũng là loại ăn bám đàn bà thôi. Im đi. Cậu Phát á, có được như ngày hôm nay là do cậu ấy thông minh, biết tìm hướng đi cho mình. Hiểu chưa? Cậu có đi theo anh ta cả đời cũng chỉ là kẻ hầu người hạ thôi. Nếu vậy, sao cậu không tự giải thoát cho chính mình đi? Cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội, còn tương lai của mình nữa. Tôi khuyên cậu, nếu như cậu đồng ý thả hai chị em tôi hứa sẽ cho cậu một số tiền đủ để cậu sống sung sướng cả một đời. Phải đó, phải đó. Cha tôi giàu có lắm, cậu biết quá mà. Cha tôi ruộng vườn cò bay thẳng cánh, vàng bạc thì không thiếu. Chỉ cần cậu thả hai chị em tôi ra thôi, cha tôi sẽ hậu tạ thật nhiều vàng bạc, bao nhiêu cũng có hết á. Thả chị em tôi ra đi, thả đi. Với số tiền đó, cậu có thể cưới vợ,
sống một cuộc sống sung sướng như bao người mà. Hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Cơ hội chỉ có một lần này thôi, không có lần khác đâu. Thả chị em tôi ra đi. Thả đi. Cò, muốn bao nhiêu vàng cũng có mà. Cô nói thiệt không? Thiệt. Chị Tư, chị Tư à, nó có thả mình ra không? Chị cũng không biết nữa, nhưng mà coi bộ nó có vẻ phân vân á. Chắc là nó sẽ mê tiền, nó sẽ ham vàng, nó thả chị em mình ra thôi à. Hy vọng là vậy. Thả tụi tôi ra đi, bao nhiêu vàng cũng có hết á. Những gì hai cô nói vừa rồi có thiệt không? Thiệt mà. Thiệt mà. Được, tôi nói cho hai cô biết, tôi sẽ không bao giờ bán chủ của mình đâu. Thằng khốn nạn, thả tụi tao ra. Thả tụi tao ra. Không thả. Thả ra. Dám dụ tao hả? Hai đứa bay im lặng đi. Coi chừng tao đánh vô mỏ hai đứa bay đó. Tôi đã nói là tôi không có thấy cô Út với Thiếm Tư trước ngày hai người đó mất tích mà. Mà sao hai người cứ bám theo tôi hỏi hoài vậy? Vì có người thấy hôm đó chị và vợ tôi đi ra ngoài, và sau đó thì vợ tôi bị mất tích, còn chị thì về nhà rất là muộn. Hai người thiệt là mắc cười. Bữa trước cô Út bị mất tích thì Dương Út cũng nói với tôi là có người thấy tôi với cô Út đi ra ngoài. Rồi bữa nay vợ của chú mất tích cũng nói là có người thấy tôi với cô ấy đi ra ngoài. Hai người mừng ơn giùm tôi một cái, có cái đầu suy nghĩ giùm tôi một cái đi. Hai người đó lớn rồi, đâu phải con nít. Mà hễ đi ra ngoài đường là có tôi đi theo là sao? Nhưng làm sao tôi biết được vợ tôi hay là chị dâu đã biết được bí mật gì đó của người ta, cho nên người ta mới bắt cóc. Nếu mà Dượng không có bằng chứng thì mừng ơn đừng có nghi ngờ người khác. Sao mình lại ngồi ở đây? Ủa, bộ tôi ngồi đây không được hay sao mà mình hỏi vậy? Không, ý tôi không phải vậy. Không phải vậy chứ ý mình sao? Mấy hôm nay tôi thấy mình sao sao á. Sao là sao? Tôi thấy mình có vẻ lo lắng và bất an điều gì đó, giống như mình đã làm chuyện gì sai quấy nên mới lo sợ vậy. Nè, mình đừng có ăn nói lung tung nha, kẻo người khác nghe được người ta lại hiểu lầm tôi. Mà nè, nếu mình đã không thương, không có mừng cái chi cho tôi thì mừng ơn cũng đừng có làm cho tôi thêm buồn phiền nữa. Tại sao là mày? Mà hỏi đồng đâu? Má tao không được khỏe, tao đi thay cho má tao. Vợ và em gái của tao đâu? Đưa tiền đây. Thôi được, tao nghĩ mày không dám lừa tao đâu. Mau lùi về sau. Đi. Họ đang bị nhốt trong căn nhà quan cách đây 4 dặm, mày đi cứu họ đi. Mau. Là anh.
Mình phải tìm Dượng Ba, cho Dượng ấy biết việc thằng Tài và thằng Tú đã tìm cách điều tra và nghi ngờ mình mới được. Nè, mày có thấy Dượng Ba ở đâu không? Dạ, lúc nãy Dượng đi ra ngoài rồi mợ. Chắc Dượng ấy đến chỗ nhốt hai đứa kia, mình phải đến đó báo cho Dượng ấy biết mới được. Anh nghỉ mệt chút đi. Tôi nói chắc không có dí theo đâu. Anh có biết đám vừa đánh anh là người của ai không? Là người của thằng Phát. Vậy chính anh là người đã tống tiền nhà ông bà hội đồng à? Tôi... Vậy bây giờ anh có thể chỉ cho tôi biết chỗ giam giữ Phụng và Thảo ở đâu không? Bây giờ anh đi thẳng, thấy căn nhà quan, thằng Phát đang giam giữ cô Thảo và Phụng ở đó đó. Cảm ơn anh. Tôi nghĩ hiện tại bây giờ anh nên tới nhà ông bà hội đồng để tránh nạn đi, vì hiện tại tính mạng của anh đang gặp nguy hiểm đó. Ừ, tôi đi đây. Tôi được thằng Phát cứu và trở thành tay sai của hắn bên ngoài. Hả? Thì ra thằng Phát nhận nhiệm vụ đi khử mày, nhưng nó không làm. Nó còn chiêu dụ mày về làm tay sai cho nó nữa hả? Cái gì? Đúng là cái thằng lưu manh mà. Nó vừa gạt mình lấy tiền, nó vừa chiêu dụ thằng này để làm đồng minh cho nó nữa. Cái gì? Vừa rồi bà nói thằng Phát nó nhận nhiệm vụ đi khử con ta là sao? Thì trước đây nó là người tình của con Phụng. Hả? Con Phụng nó ngoại tình hả? Bà nói tiếp đi. Tại vì nó đe dọa tống tiền con Phụng, cho nên tôi kêu thằng Phát đi khử nó. Tại sao mấy cái chuyện này bà không nói với tôi mà lại đi hành động hồ đồ như vậy? Cũng may á là cái chuyện này nó không có xảy ra cái hậu quả. Mà nếu xảy ra mà có hậu quả rồi á, bà có biết là bà mang tội với quan trên không? Tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Trời ơi. Nè, tại sao vậy? Tại sao cậu lại quyết định tống tiền như vậy? Cậu không nghĩ là khi mà thằng Phát nó phát hiện á, nó sẽ giết cậu sao? Dạ, thực ra lúc đầu tôi không nghĩ là xảy ra chuyện này. Nhưng mà sau khi vô tình tôi nghe được thằng Phát nói với thằng Cọ sẽ khử tôi sau khi xong việc, nên tôi mới đánh liều làm việc này đó. Lúc nãy mày nói á, thằng Phát với con Loan là hai đứa nó gây ra mọi chuyện trong nhà này đó hả? Dạ, theo tôi nghe được thì hai người đó đang đồng lõa muốn chiếm đoạt tài sản của ông bà. Hả? Ừ. Với lại thân phận của thằng Phát cũng không phải cao sang gì, hắn chỉ là thằng đầu đường xó chợ, vừa mới ra tù nữa. Cái gì? Nó chỉ là thằng lang thang thôi hả? Vậy con Hạnh... Dạ, cô ấy cũng bị gạt. Hả? Thật ra cô ấy cũng chẳng biết là thân phận của chồng mình như thế nào. Trời ơi, đúng là đồ khốn nạn mà. Đã lừa gạt mà còn cùng nhau tạo phản nữa. Nhà này đúng là vô phước mới rước nhầm hai cái đứa đó. Cứ tưởng là dâu hiền rể thảo, ai dè là cái loại mưu sâu kế độc không à. Bây giờ là mọi chuyện đã rõ rồi đó. Người mà thâm độc như thằng Phát không thể nào mà để nó nhẫn nhơ, nó phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Còn cậu á, dạ, bây giờ á mình phải sống lương thiện đi, mà làm lại cuộc đời. Cái người mà biết quay đầu á thì cuộc sống sẽ tốt đẹp thôi. Dạ, con xin nghe lời ông. Thật ra qua chuyện này con cảm thấy mình có lỗi với gia đình ông bà quá. Con thành thật xin lỗi gia đình ông bà. Bây giờ cậu đưa gia đình tôi đến chỗ thằng Phát nó giam giữ con Thảo với lại con Phụng nghe chưa? Dạ. Mấy đứa đâu? Dạ. Đem áo với lại khăn cho tao. Dạ. Cẩn thận coi chừng té nghe bà. Đưa tay con. Chị sao rồi? Khốn nạn! Anh lừa gạt gia đình tôi,
Anh tự dựng lên anh là người giàu sang, anh chỉ là một thằng khốn nạn. Giờ anh cúi đầu xin sự tha thứ. Mọi người vẫn cho anh cơ hội quay đầu. Cứ tự nghĩ đi. Tao đã vào được nhà ông hội đồng, có được như ngày hôm nay, tao dễ dàng bỏ qua như vậy hả? Anh đừng có quên, còn có chị Loan nữa. Chị ta không dễ dàng để anh thực hiện tham vọng của anh đâu. Con nhỏ đó thì làm được cái gì nếu như không có sự hỗ trợ của tao? Chẳng qua là tao đây chỉ muốn lợi dụng nó. Nó chỉ là bàn đạp của tao để thực hiện kế hoạch mà thôi. Chó. Hả? Thì ra mấy lâu nay mày lừa gạt tao. Mày nên nhớ, tao là người biết rõ hết chuyện xấu xa của mày. Tao sẽ đi tố cáo mày, để mày đừng hòng thực hiện được mưu đồ của mày, thằng chó. Nè, anh làm gì vậy? Buông ra, buông ra, buông ra, buông ra. Chết đi, chết đi. Anh giết người rồi. Bớ người ta. Giết người. Cậu ơi, cô ta chết rồi. Chết. Đồ khốn, mày là thằng giết người. Chị Loan. Nếu đã như vậy á, tao sẽ cho hai đứa bay đoàn tụ với nó. Không được, anh không được giết tụi tôi. Gì? Không được. Có. Em. Tôi dài. Tôi dài. Lại tôi dài. Chị ba, anh đã giết hai mạng người rồi, anh còn muốn gây thêm bao tội lỗi nữa đây? Thì ra là thời gian qua cô đã giả bệnh để lừa gạt tôi, có đúng không? Đúng vậy. Nếu như tôi không làm như vậy thì làm sao tôi có cơ hội thu thập chứng cứ để tố cáo anh chứ? Tố cáo hả? Tố cáo đi. Tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết những cái mưu đồ xấu xa của anh. Mọi người sẽ biết là anh ngoại tình với con Dung, rồi anh cấu kết với chị Loan để giết nó. Tao ngoại tình với con Dung nữa, và tao cũng là người đã giết chết nó thì sao? Mày tố cáo tao được không? Bằng chứng đâu? Anh là đồ độc ác, anh không phải con người. Tao đối xử với mày như vậy là nhẹ lắm rồi. Anh nói cái gì vậy chứ? Mày còn nhớ cái chuyện mà trước khi mày lấy thằng Tài không? Mày đã bị người ta hại đời con gái của mày. Tại sao anh biết chuyện đó? Tao chính là người đã làm điều đó. Thằng khốn nạn, thằng đồ độc ác. Chính mày đã biết cuộc đời tao trở nên đen tối như vậy. Tao sẽ giết mày. Tại sao lại phải giết mày? Tao có thù quán gì với anh thôi? Vì tao không muốn làm thay đổi thằng Tài từ một con người xấu trở thành một con người tốt. Làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của tao, chiếm hết toàn bộ tài sản của nhà ông hội đồng. Cái gì? Nè, với những tội lỗi đó anh sẽ phải ở tù một công. Chị ba. Nè, anh đừng có làm vậy. Bỏ dao xuống đi, bước đến thì giết chết nó. Để anh tự thú, anh sẽ được pháp luật khoan hồng. Khoan hồng cái gì? Chị ba. Dừng lại. Cha. Mày không thoát tội đâu. Nếu mày dùng sự thông minh của mày, trí tuệ của mày để phục vụ cho chánh nghĩa thì tốt biết mấy. Đằng này rất tiếc, mày lại đem phục vụ cho ý đồ đen tối của mày. Mày không thoát tội đâu. Lên đâu? Dạ. Dạ lên. Ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Con chẳng qua bị cậu phát xúi dục đâu, con biết gì hết ông ơi. Bắt mày luôn. Ông ơi, tha cho con đi, con quay đầu là bờ rồi mà. Câm miệng. Pháp luật nghiêm minh sẽ xử đúng người đúng tội. Lên đâu? Bắt nó về. Dạ ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Đi vậy. Con vô tội mà, tha tôi ra đi. Ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Tha cho con đi ông ơi. Tha tôi ra. Đi. Thảo à, anh xin lỗi. Thời gian qua anh hiểu lầm. Sự trong sáng của em đối xử tệ bạc với em. Không chỉ thằng Tài mà má với con Phụng cũng nợ con một lời xin lỗi. Má đừng nói vậy, con để tâm đâu. Coi như sau cơn mưa trời lại sáng. Đúng là ở hiền gặp lành mà. Thằng Phát với thằng Cọ lần này sẽ bị trừng trị xứng đáng. Sợ cánh ti đã thu thập đầy đủ bằng chứng về những tội lỗi mà Phát đã gây ra, với những tội bắt cóc và giết hại mọi người,
hắn ta sẽ bị xét xử, và chắc chắn hắn ta sẽ nhận lấy một bản án thật thích đáng. Đúng là lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng mà khó thoát. Thôi, mọi người đi về đi. Còn cái xác của chị ta tính sao cha? Để nguyên hiện trường để cảnh ti làm việc. Dạ, dạ. Đi mình. Cô uống chén thuốc đi. Em cảm ơn anh. Coi chừng nóng đó. Anh, tôi... tôi xin lỗi anh vì thời gian vừa rồi tôi đã gây ra cho anh quá nhiều chuyện không phải. Tôi không trách cô đâu. Anh Tú nè, tôi biết là anh không có tình cảm gì với tôi hết á. Tôi sẽ giải thoát cho anh. Tôi thú thật với anh, sau những chuyện xảy ra, tôi nhận ra tôi thật sự có tình cảm với anh. Nhưng tôi biết tôi không có xứng đáng với anh đâu. Rồi cô sẽ tìm được người đàn ông thật sự của đời mình. Hứa với tôi, hãy sống thật tốt nha. Tôi nhất định sẽ sống tốt. Anh đừng có lo. Bây giờ anh tự do rồi đó. Lâu lâu anh nhớ về đây thăm mọi người nha. Nhờ cô chuyển lá thư này cho Thảo giùm tôi. Đây không phải là thư tình đó chứ. Cái này là thư trong sáng. Tôi sẽ đưa lại cho chị ấy. Cảm ơn cô. Tôi đi nha.
tôi coi thử. Cột cho cẩn thận á mày. Nói chung là cũng không nặng lắm đâu. Dạ. Bây giờ tôi đã kê toa thuốc rồi, mỗi ngày cô cứ uống 3 lần nha. Dạ. Nè, đưa thuốc cho người ta đi. Mời người kế tiếp. Dạ mời cô. Đây cô kìa. Sống cho thật hạnh phúc nha. Anh sẽ hạnh phúc nếu được nhìn thấy em luôn mỉm cười, dù không được ở cạnh em. Tú, em sẽ xem tình cảm trước đây của chúng ta là một ký ức đẹp trong cuộc đời. Em sẽ cùng anh Tài sống thật tốt quãng đời còn lại để anh được an lòng.